kinh dịch, đạo của người quân tử. Từ xưa đến nay, loài người luôn gắng sức khám phá những bí ẩn của vũ trụ nhân sinh. Người ta đã dùng kinh dịch để giải đoán các hiện tượng của vũ trụ. Kinh dịch còn được xem là bộ thiên cổ kỳ thư, vì bất luận là nghiên cứu thiên văn, địa lý, triết học, chính trị, binh pháp, đạo đức, y học, võ học, vân vân, người ta đều truy ngược về kinh dịch. Kho báu bí ẩn của người Á Đông, ứng dụng trong kinh doanh, hỗ trợ nhìn thấy sự vận động của các hiện tượng, trạng thái trong làm ăn giao thương, dự đoán tình hình kinh tế, chọn thời điểm phù hợp nhất để khởi nghiệp, nắm bắt thời cơ trong kinh doanh. Ứng dụng trong doanh nghiệp, dự đoán nhận biết người tài và cách sắp xếp nhân sự, cách thi triển công việc dựa vào cách vận hành của tự nhiên ứng với con người. Ứng dụng trong đời sống, mềm dẻo linh hoạt ứng xử trong cuộc sống, giải quyết vấn đề các mối quan hệ, hỗ trợ trong xây dựng thiết kế nhà cửa. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu đúng về kinh dịch, áp dụng dựa trên chánh kiến, không mê tín, cô đọng nội dung, giúp người học dễ hiểu, dễ thực hành, luận theo nhân, quả, hiểu tận gốc bản chất của vấn đề, tăng niềm tin vào những quyết định của mình, phán đoán được những việc đang diễn ra sẽ đi theo chiều hướng nào, kết quả sẽ dẫn tới đâu, biết ác để tránh, biết thiện để theo. Kinh dịch, hành trình khai phá bộ thiên cổ kỳ thư cùng thầy Trần Việt Quân.